Xin chào các bạn. Mình đây Văn Tiến Minh, học sinh lớp 5A1 trường tiểu học Thượng Cát. Còn mình là đây Văn Tiến Côn, lớp 3A1 trường học cùng chỗ anh tớ. Chúng tớ hiện đang sống ở huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, quê hương người phụ nữ anh hùng Ba Đán Nam. Mẹ mình là một giáo viên, mẹ đang chủ nhiệm với O là một sức nhiều và đăng ký cho ba mẹ con. Mình đã học OLM được một thời gian và thấy rất là hứng thú với chương trình học. OLM có các video học rõ ràng và gì? Hơn hết, OLM có hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận hay vô cùng. Mình thích nhất là về bài tập trắc nghiệm vì OLM có các câu hỏi từ dễ đến khó. Nếu trả lời sai, OLM sẽ đưa ra đáp án và giải thích vô cùng dễ hiểu. OLM có những bài học theo từ bộ sách. Dịp hè, OLM có những bài tập theo từ tuần giúp em nhớ lại kiến thức cũ. Đặc biệt, tớ rất thích phần thi đấu OLM. Chúng tớ vừa được chơi vừa được học. Các thầy cô giáo trên OLM truyền giọng nói cảm khiến em hào hứng khi xem video. Em xin cảm ơn các thầy cô giáo trên OLM đã cho chúng em những bài học hay. Các bạn hãy cùng lên OLM.